Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, Long tự hào bị đánh cắp. Động thái chuyển vốn qua Singapore của VinFast đã được các nhà bình luận quan tâm với e ngại rằng lợi ích quốc gia bị tổn hại bởi 355 hectare đất, nhà máy với rất nhiều ưu đãi thuế bỗng nhiên nằm trong tay một công ty mới ở Singapore. Cũng có người cho rằng Vingroup đang rửa tiền, tức là họ hợp thức hóa những đồng tiền có nguồn gốc từ đất đai, nơi mà máu và nước mắt của người dân đã đổ xuống rất nhiều trong những năm gần đây vì bị cưỡng chế một cách uất ức với giá thành rẻ mạt. Cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Quốc Quân đã có bài bình luận trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề này được chia sẻ như sau. Trong suốt 20 năm qua, nhà nước đã hy sinh lợi ích cộng đồng, tạo điều kiện ưu đãi rất nhiều cho các doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn lớn. Nếu các tập đoàn chuyển công ty ra nước ngoài thì mối quan hệ đó như thế nào? Đây là hình ảnh sự kiện nhà máy ô tô VinFast với diện tích 355 hectare đất, số vốn đầu tư là 3,5 tỷ đô la, bỗng nhiên trở thành sở hữu của Singapore, khiến nhiều người quan tâm. Câu chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm nay nhưng thực sự bùng nổ khi công ty Ficus thành lập tại Singapore vào ngày 19 tháng 1 năm 2015 quyết định đổi tên thành VinFast. Và công ty này có trụ sở đặt tại Singapore, cũng như quyết định chuyển dịch một số vốn lớn của tập đoàn Vingroup và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam sang công ty ở Singapore để chuẩn bị cho việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng gọi là IPO tại Hoa Kỳ. Tôi cho rằng đây là bước đi nguy hiểm, có tác động tiêu cực lớn hơn chúng ta tưởng. Bởi đây là hành vi chuyển nhượng những lợi nhuận có được nhờ vào khai thác quyền sở hữu toàn dân để rồi đưa ra nước ngoài. Và liệu sau VinFast rồi sẽ là những ai đây? Sun Group, Viettel hoặc Mansan biến hành trình đến đâu đã công khai hay chưa? Trên thế giới chúng ta đều thường thấy các công ty bình phong. Bản thân các công ty này không phải là bất hợp pháp, nhưng nó thường được sử dụng với những mục đích không trong sáng để tiến hành các phi vụ thâu tóm đối thủ hoặc phát hành trái phiếu ra công chúng. Trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam hoặc một quốc gia kém phát triển và bất ổn nào đó trên thế giới thì đều thành lập các công ty bình phong tại những quốc đảo như Panama, Bermuda, Belize, vân vân, rồi tiến hành đầu tư vào Việt Nam. Mục đích của họ là tránh thuế và tránh rủi ro cho công ty mẹ. Nhưng giờ đây, một xu hướng khác đã ngược lại, đó là các nhà đầu tư tư bản đỏ ở những quốc gia độc tài đang phát triển bao gồm Việt Nam, Trung Quốc đã tận dụng được cơ hội bất bình đẳng về việc tiếp cận nguồn lực quốc gia, đã trở nên giàu có, sau khi đó tìm kiếm sự ổn định ngược lại ở các quốc gia phát triển hơn. VinFast là một ví dụ khi họ tìm kiếm quốc tịch mới là Singapore, nơi hệ thống pháp lý ổn định và thuế thấp hơn. Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore chỉ có 17%, còn ở Việt Nam là 22%. Thuế thu nhập cá nhân ở Singapore từ 0 đến 20%, trong khi ở Việt Nam từ 5 cho đến 35%. Lợi nhuận từ đất đai có nguồn gốc sở hữu toàn dân đã được chuyển nhượng sang nước khác. Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Vingroup thì lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản là Vinhome là lớn nhất, còn các mảng khác đều thua lỗ, đặc biệt là VinFast ở mục sản xuất trong biểu đồ được chia sẻ ở dưới đây. Đây là hình ảnh biểu đồ cho thấy trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Vingroup chỉ có kinh doanh bất động sản là có lãi, còn các mảng khác đều thua lỗ, đặc biệt là VinFast thì thua lỗ đặc biệt lớn. Theo báo cáo của tập đoàn Vingroup vào năm 2019, thì tất cả các mảng khác đều thua lỗ ngoại trừ bất động sản với mức lãi khổng lồ lên đến 64.501 tỷ đồng. Năm 2020 thì lợi nhuận của tập đoàn Vingroup chỉ đạt 4.500 tỷ đồng, trong khi công ty con của Vinhome đạt đến 28.200 tỷ đồng. Gấp 6 lần công ty mẹ. Cũng theo Vingroup công bố vào năm 2021, dự kiến công ty con Vinhomes sẽ lãi gấp 8 lần công ty mẹ Vingroup. Mặc dù chưa biết con số chính xác lợi nhuận của Vinhomes và lợi nhuận gộp của cả tập đoàn trong năm nay, nhưng điều đó có nghĩa là các mảng khác thua lỗ nhiều hơn. Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Vingroup thì lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản ở Vinhomes là lớn nhất, còn các mảng khác thì thua lỗ, đặc biệt lỗ gần 1 tỷ đô la cộng dồn 2 năm tại VinFast. Điều thứ tư là luật đất đai đã quy định. Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện
chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Do là sở hữu toàn dân cho nên xét về mặt hình thức pháp lý, mỗi người dân vẫn có một chút quyền lợi về những mảnh đất mà VinGroup đang nắm giữ. Hay nói cách khác, hơn 100 triệu người dân này lẽ ra phải có một chút đi ti trong hơn 100.000 tỷ đồng từ doanh thu các thương vụ đất đai của VinHome vào năm 2021 này. Và tiếp theo là vấn đề bất cập trong tiếp cận nguồn lực nằm ở vế thứ hai là nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Đây là hình ảnh dự án VinHome Park ở Gia Lâm, Hà Nội. Ở Việt Nam, đất đai đã được coi là nguồn lực phát triển lớn nhất của các doanh nghiệp đều tìm cách tiếp cận đến đất và dùng đất để kinh doanh. VinHome được nhà nước giao đất, cấp đất nhiều nhất trong tất cả các doanh nghiệp. Có thể nhiều người sốc khi biết rằng những dự án bất động sản mà VinHome đã và đang xây dựng chỉ chiếm khoảng 15% trong tổng số quỹ đất mà VinGroup hiện đang nắm giữ. Không chỉ nắm giữ các mảnh đất vàng nơi đô thị mà những vùng bờ ruộng mật của công nhân, nhân viên và của nông dân, từng mảng rừng quốc gia rộng lớn đã nằm trọn trong tay VinGroup. Ví dụ như Safari Phú Quốc, rừng nước Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu đất đai bao la mà VinEco đang nắm giữ làm nông nghiệp ở Tam Đảo. Toàn những vị trí vô cùng đắc địa cho tương lai và ảnh hưởng rất lớn môi trường của đất nước. Do luật đất đai năm 2013 chia thành 18 loại đất khác nhau, cho nên giá trị cũng theo đó mà vô cùng khác nhau. Một mảnh đất hôm trước còn là mảnh đất nông nghiệp, hôm sau bỗng trở thành đất ở đô thị. Mặc dù vị trí và chất đất vẫn như vậy, nhưng giá trị của nó đã tăng lên hàng trăm cho đến hàng ngàn lần nhờ những chữ ký của quan chức trong chính quyền. Những vùng đất đai rộng lớn như Dương Nội, Eco Park, Thủ Thiêm, Cần Giờ, An Hải, v.v. chứa bao nhiêu nước mắt đau khổ của người dân. Như chiếc cân công lý bị lệch, nơi nào bất công nhất thì lợi ích nghiêng về phía chủ doanh nghiệp nhiều nhất. Phần lớn người dân đều đau buồn nhưng họ sẵn sàng hy sinh cho lợi ích lớn lao là vì lòng tự hào dân tộc. Và vấn đề kỹ thuật thực chất đây là gì? Trả lời phỏng vấn của tờ báo Việt Nam Express về việc chuyển công ty VinFast sang Singapore, ba phó chủ tịch của VinFast là Lê Thị Thu Thủy nói rằng đó đơn thuần là vấn đề kỹ thuật và chê những người đặt vấn đề về chuyện VinFast mở công ty ở Singapore là thiếu thông tin và thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ trả lời bài báo thể hiện một thái độ trịnh thượng và xem thường người đọc. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn VinGroup phụ trách VinFast. Ở đây chúng ta nhìn thấy lộ trình đi của VinFast là rất rõ ràng và nó đã được tiến hành. Sau khi đã hoàn thành phát hành ở thị trường nước ngoài, công ty ở Singapore có thể quay trở lại mua và sở hữu doanh nghiệp VinFast ở Việt Nam. Biến VinFast thành một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Singapore và sở hữu doanh nghiệp VinFast sản xuất trong nước. Nó sẽ được tập trung vốn vào và phát hành trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc thị trường chứng khoán Mỹ. Khi đó, nó buộc phải góp vốn vào, tức là chuyển lợi nhuận từ công ty mẹ tại Việt Nam sang công ty con của nó ở Singapore để chứng minh đã hoạt động trong hơn 3 năm có vốn hóa lên đến 300 triệu đô la. Hay ngắn gọn là phải chuyển được những lợi thế và ưu đãi chính sách của nhà nước Việt Nam để làm cho công ty nước ngoài có lãi, từ đó tạo động lực để phát hành trái phiếu vay tiền tiếp. Sau khi đã hoàn thành phát hành ở thị trường nước ngoài, công ty ở Singapore có thể quay trở lại Việt Nam mua và sở hữu doanh nghiệp VinFast ở Việt Nam, biến VinFast thành một công ty nước ngoài có trụ sở Singapore và sở hữu doanh nghiệp VinFast sản xuất trong nước. Khi đó con đã biến thành mẹ và mọi quyền lợi nghĩa vụ thuộc về VinFast Singapore. Tất nhiên xét về mặt pháp lý, mọi sản phẩm và thương hiệu của công ty VinFast có quốc tịch Singapore. Đối với tập đoàn lớn ở nước ngoài, đặc biệt là của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, họ phải xác định thành công ở trong nước trước tiên. Họ cố gắng để có một sự sáng tạo, một sản phẩm chuyên biệt và tốt để phục vụ dân trong nước. Họ thường tâm niệm phụng sự tổ quốc của họ, sau đó mới nghĩ đến việc đầu tư ra nước ngoài. Đây là hình ảnh MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên cạnh xe VinFast triển lãm tại California vừa qua. Mà đầu tư ra nước ngoài là để cuối cùng họ cũng mang lợi nhuận về cho tổ quốc. Ở VinFast vào thời điểm này chúng ta đang thấy điều ngược lại. Và lòng tự hào của dân tộc có bị đánh cắp hay không? Đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Ngày VinFast giới thiệu hai mẫu xe điện tại Hoa Kỳ vẫn bị ám ảnh bởi câu bình luận
của một dư luận viên trên trang Moza TV rằng: "Hôm nay bọn tôi đưa hai cái xe điện hiện đại đập trước mắt bọn cờ vàng cho sáng mắt." Bạn ấy đã nói về hai chiếc xe điện E35 và E36 của tập đoàn VinFast tại triển lãm Auto Los Angeles, mà như nói về chính chiếc xe của chính tổ quốc của mình và chính trị hóa nó đến mức cực điểm. Lòng tự hào dân tộc thật đáng khen, nhưng cũng không biết giờ đây bạn sẽ nghĩ gì khi VinFast thành lập công ty con tại Singapore và chuyển lợi nhuận của mình sang Singapore. Lợi nhuận đó từ tập đoàn địa ốc vốn là tài sản của nhân dân Việt Nam đang chuyển cho chính quyền Singapore. Những người nông dân đã hiến đất cho VinFast xây dựng nhà máy. Những quan chức mong mỏi VinFast đóng thuế cho địa phương Hải Phòng có thể phải trở nên trưng hực. Bà Lê Thị Thu Thủy bây giờ trở nên không biết xấu hổ khi nói rằng VinFast không được hưởng bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào từ nhà nước. Trong lương tâm, bà không thể phủ nhận rằng do có VinFast mà khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng có những chính sách ưu đãi cực khủng dành cho nhà đầu tư. Khi trả lời truyền thông, bà vẫn vòng vo nói về lòng tự hào dân tộc nên phải vươn ra thế giới. Không một thế giới nào giới hạn lòng tự hào dân tộc của Việt Nam cả. Mà điều lo ngại hơn cho là theo chân VinGroup sẽ có bao nhiêu công ty tiếp tục tận dụng chính sách của Việt Nam để trở thành giàu có rồi chuyển sang quốc tịch nước ngoài. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Giáo sư Trọng miếng ăn làm miếng tồi tàn và tiếp tục hô hào đạo đức cách mạng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Nguyễn Phú Trọng lại vừa đăng đàn lên tiếng cảnh báo về nguy cơ suy thoái trong cán bộ của Đảng. Hiện nay có 5 triệu đảng viên ở quốc gia 97 triệu dân. Theo trang báo của Chính phủ Việt Nam vào hôm 9 tháng 12 năm 2021, giáo sư Trọng đã nhắc lại một lần nữa nhu cầu tự phê và chỉnh đốn Đảng. Mô hình Leninist cho rằng một thiểu số cầm quyền có vai trò lịch sử là lãnh đạo xã hội và chỉ cần họ tự sửa chữa các vấn đề nội bộ là sẽ giải quyết được các vấn đề khác của bộ máy, nhà nước và xã hội. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nâng ly tại Hà Nội vào hôm 5 tháng 11 năm 2015. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng dùng cả các câu trích từ văn học nước ngoài, ca dao, tục ngữ trong các bài phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông nói, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc, xây dựng tổ chức, xây dựng con người là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Rồi tôi nhớ nhà văn Nga Maxim Gorky có nói rằng, con người hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao. Nhưng con người cũng có không ít tật, kém một miếng không chịu được, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển thì nhu cầu ẩm thực càng trở nên sang trọng, thậm chí là đắt giá, với đồng lương của quan chức không thể nào mua được. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tận hưởng những bữa ăn giá nhiều nghìn đô. Hãng thông tấn Reuters vào ngày 10 tháng 12 nói về một nhà hàng bò rắt vàng đầu tiên khai trương ở Hà Nội gần đây với giá 45 đô la trên mỗi suất. Vì vậy, thường rất khó, rất phức tạp, khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đó là những điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra và nhiều vấn đề mà dư luận và báo chí Việt Nam đã nêu từ lâu liên quan đến tham nhũng, lợi ích nhóm được giáo sư Trọng giải thích là có nguyên nhân từ đạo đức, lý tưởng theo sau của cách mạng đã diễn ra nhiều thế hệ trước vào năm 1945. Ông nói tiếp, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Rồi sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân. Đó những lời ông Nguyễn Phú Trọng đã nói ra. Và Việt Nam là một trong số ít quốc gia gắn duy trì mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô cũ. Nên thế giới bên ngoài, theo nhãn quan của giáo sư Trọng, có vẻ nhiều kẻ thù sẵn sàng quyến rũ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh
dư luận Việt Nam gần đây xôn xao khi báo chí nước ngoài tiết lộ tài liệu mật cho biết đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cùng vợ con đã mua hộ chiếu vàng đảo Ship với giá 2,5 triệu đô la mỗi suất. Từ sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới việc tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội phản bội lại ý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước. Bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng cũng liệt kê ra hàng chục tệ nạn của bộ máy công quyền Việt Nam với một số điều nếu ở các nước có tiêu chuẩn luật hình sự cao có thể coi là hoạt động tội phạm có tổ chức như sau: chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người thân, cánh hậu được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài. Rồi thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định, can thiệp, tác động vào các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng cũng nói tiếp, tác động, ép mua buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để lợi dụng tham ô, hối lộ, lãng phí, tiêu cực, và cụ thể là can thiệp, tác động để vợ hoặc chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để chạy trọt, được làm dự án, công trình, mua sắm thiết bị, vân vân. Rồi ông nói tiếp là bao che cho các hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm, bè phái, cục bộ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội vừa bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 25 tỷ đồng vì đã bật đèn xanh cho công ty của con trai mua bán chế phẩm Redoxin 3C, thu lợi nhuận cao 85%, làm thiệt hại cho nhà nước 36 tỷ đồng. Để giải quyết các vấn nạn trên, giáo sư Trọng cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các quy định riêng. Ngoài ra, ông cho hay Đảng còn bổ sung những quy định mới về công tác giám sát việc chứng nhận, công nhận bằng cấp, quốc tịch, thu nhập, chuyển tiền và mua tài sản ở nước ngoài, v.v. Và tin tưởng đây là các biệt dược để trị bệnh cho tổ chức này. Cũng có nhiều giải pháp chỉnh đốn Đảng mà giáo sư Trọng, năm nay 77 tuổi nêu ra, được một số lý thuyết cho là thuộc phạm trù đức trị nên không phù hợp với xã hội Việt Nam ngày nay. Tuy thế, Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã bác bỏ quan điểm khá phổ biến trên thế giới rằng để chống tham nhũng, suy thái của bộ máy công một cách hiệu quả, Việt Nam cần có nhà nước pháp quyền, tự do báo chí và cơ chế tư pháp, cảnh sát độc lập với chính khách. Với quan điểm gần như không thay đổi, thuần chất của hệ thống Xô Viết đã tan rã 30 năm trước về nhà nước và xã hội, giáo sư Nguyễn Phú Trọng được tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm ở Hoa Kỳ gọi là người cộng sản cuối cùng của nước Việt Nam. Hôm 3 tháng 11, một video quay cảnh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm đã được thánh rắc muối giết bề, chế biến và đút cho món ăn món bò rát vàng tại một nhà hàng sang trọng hàng đầu ở London đã gây xôn xao mạng xã hội cùng hàng trăm bài báo trên quốc tế đã đăng tải nhiều tuần liền. Video đặc tả cảnh thánh rắc muối giết bề sắt từng miếng thịt bò và tự tay rắc muối theo phong cách nổi tiếng của ông. Đây là hình ảnh cảnh cắt ra từ video cho thấy Bộ trưởng Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng do thánh rắc muối đút cho ăn. Sau đó, ông cắn và đút cho Bộ trưởng Tô Lâm một miếng. Sau khi thưởng thức, Đại tướng Tô Lâm đã giơ ngón tay cái lên biểu thị sự khen ngợi đối với thánh rắc muối này. Một hình ảnh khác trong cùng giai đoạn đó cho thấy đoàn của ông Tô Lâm đến viếng mộ Karl Marx tại London. Nux Cooker vốn là một nhân vật nổi tiếng toàn cầu với màn biểu diễn chế biến và phục vụ thịt bò độc đáo, đặc biệt là cách rắc muối có một không hai. Ông đã mở hàng loạt nhà hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, trong đó có chi nhánh tại London. Mới đây, chuỗi nhà hàng bít tết của Nux Cooker đã gây bão mạng vì một hóa đơn lên tới 37.000 bảng Anh, tức là tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng từ chi nhánh của London. Đứng đầu trong hóa đơn là món bò rát vàng Tomahawk vàng có giá 850 bảng Anh, tức là tương đương hơn 1.000 đô la Mỹ. Một tài khoản trên mạng xã hội Việt Nam bình luận rằng
một phần vỏ dát vàng tại đây có giá tương đương 8 tấn lúa khô tại Việt Nam. Trong video ngắn ngủi còn có sự góp mặt của Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Sô ngồi phía bên tay phải của ông Tô Lâm và dùng điện thoại quay lại màn trình diễn của Thánh Giác Muối Diệt Đề. Hiện video của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bỏ dát vàng đã bị gỡ khỏi trang TikTok của Nuclear Cookie. Tuy nhiên, cơn bão dư luận trên mạng xã hội vẫn chưa hề lắng xuống và đã được tiếp tục lan tỏa trên YouTube, Facebook và trên hàng trăm tờ báo quốc tế. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, chủ quán bò ba cô gái ở Đà Nẵng, làm video tự bắt chước vụ thịt bò Tô Lâm và tự xưng là Thánh Giác Hành, đã khiến cho Công an Đà Nẵng đến tận nhà gửi giấy triệu tập hai lần. Facebook một người tên là Phạm Minh Vũ thì viết như sau: sẽ có bọn dư luận viên bảo chữa rằng đó là bữa tiệc chiêu đãi của nước sở tại. Xin thưa, ở châu Âu, những quốc gia dân chủ văn minh, họ sẽ không bao giờ chiêu đãi kiểu kịch cỡm, chơi ngông, học làm sang ấy đâu. Vì chính phủ của họ khi sử dụng một đồng tiền đều phải minh bạch, nếu tiêu quá một đồng phải đứng trước quốc hội mà giải trình với quốc dân của họ. Ở Pháp vào năm 2019, vợ chồng Bộ trưởng Môi trường đã bị áp lực dư luận và phải lột áo vì ăn tôm hùm, chi bằng tiền ngân sách vì phung phí của dân. Ai sẽ dám mời Tô Lâm đi ăn kịch cỡm đến như vậy? Một số ý kiến lại cho rằng các lãnh đạo không chi tiền túi cho bữa ăn đắt đỏ này, mà có thể là các doanh nghiệp, cá nhân đi theo, tháp tùng đã mở. Facebook cá nhân tên là Phạm Lê Vương Cát thì biết: đen đủi thế nào mà ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đang đi công cán bên trời Tây, cùng với tướng Tô Ân Sô lại mò vào quán này, gặp phải tay chủ quán là Thánh Giác Muối, mù mờ về chính trị. Quay video đưa lên TikTok, không chỉ báo hại cho mấy ông, mà dường như lật đổ cho học thuyết giai cấp vô sản lãnh đạo ở Việt Nam.